Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin Toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Second Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nga đã sử dụng hơn 8.000 hỏa tiễn và hàng nghìn máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu khác nhau ở Ukraine trong hai năm qua, Người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat ngày 22 tháng 2 cho biết, kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt theo cách nói của người Nga ở Ukraine cách đây 2 năm, Nga đã phóng tổng cộng hơn 8.000 hỏa tiễn và khoảng 4.630 máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu khác nhau ở Ukraine. Các hỏa tiễn này thuộc nhiều chủng loại, trong đó có cả hỏa tiễn đạn đạo, hỏa tiễn hành trình, siêu vượt âm. Ngoài hỏa tiễn, Moscow đã sử dụng ngày càng nhiều UAV cho các cuộc tấn công. Các hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ hơn 3.600 UAV. Những hỏa tiễn và UAV này nhắm vào những mục tiêu như kho vũ khí, đạn dược, các hạ tầng năng lượng, cơ sở sản xuất. Ông Inad cho biết, các đội săn UAV cơ động nhỏ của Ukraine đã hạ gục hầu hết UAV, bao gồm cả Shahed do Iran chế tạo. Hệ thống phòng không của Ukraine đã được cải thiện đáng kể sau khi Kyiv tiếp nhận các hệ thống phòng không hiện đại của phương Tây như Patriot của Mỹ. Ông Inad không tiết lộ liệu Ukraine đã nhận được bao nhiêu hệ thống như vậy từ phương Tây. Song giới chức nước này tiếp tục kêu gọi Mỹ và đồng minh cung cấp thêm để giành ưu thế trên không. Xung đột Nga-Ukraine nổ ra từ tháng 2, 2022. Đây là cuộc xung đột ác liệt nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, khiến cả Moscow và Kyiv đều hứng tổn thất lớn. Phương Tây liên tục viện trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, khi cuộc chiến chuẩn bị bước sang năm thứ ba, các nước này bắt đầu cho thấy dấu hiệu mệt mỏi. Nguồn tài trợ chậm lại đang gây bất lợi đáng kể cho Ukraine trên chiến trường. Gần đây nhất, quân đội Ukraine tuyên bố rút quân khỏi Ajivka ở miền đông sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Lý do Kyiv đưa ra là phương Tây chậm trễ viện trợ khiến nguồn đạn dược của Ukraine cạn kiệt. Thư ký Hội đồng Quốc phòng An ninh Ukraine Alexei Denilov ngày 22 tháng 2 kêu gọi Liên minh châu Âu EU nên cung cấp toàn bộ vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Ông cho rằng những vũ khí đó đã trở nên vô ích với EU nếu xảy ra các cuộc xung đột trong tương lai. Trong khi đó, Ukraine lẽ ra đã đánh bại Nga nếu được cung cấp đủ vũ khí. Chúng tôi có kinh nghiệm dày dặn và chúng tôi hiểu rằng châu Âu sẽ không cần những khẩu súng, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các khí tài khác cho cuộc chiến tiếp theo. Họ nên viện trợ hết cho chúng tôi như Đan Mạch đã làm, ông nói. Thủ tướng Đan Mạch Mattei Frederiksen tuần trước tuyên bố nước này sẽ chuyển toàn bộ đạn pháo cho Ukraine. Chúng tôi quyết định tặng toàn bộ pháo của nước mình. Tôi biết còn đạn dược trong các kho ở châu Âu. Đây không phải chỉ là vấn đề sản xuất. Chúng ta có vũ khí, đạn dược, hệ thống phòng không không cần sử dụng đến trong lúc này. Chúng ta nên chuyển cho Ukraine, bà Frederiksen kêu gọi. Ngoài ra, bà Friedrichsen cho biết, Đan Mạch sẽ sớm chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine và vẫn đang tìm kiếm thêm các đối tác cung cấp máy bay chiến đấu tiên tiến này. Bà thừa nhận, các nước NATO đã làm rất nhiều để hỗ trợ Ukraine, nhưng chưa đủ. Ông Danilov khẳng định, nếu có thêm vũ khí viện trợ của phương Tây, Ukraine sẽ bảo đảm Nga không còn là mối đe dọa đối với các thành viên EU, NATO. Thưa quý vị, có thể nói, việc thành trì Ajivka thất thủ là thất bại đáng kể nhất của quân đội Ukraine trong gần một năm qua. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho rằng Nga đã phá thế bế tắc và bắt đầu tấn công trên toàn tiền tuyến sau chiến thắng ở Ajivka. Tuy nhiên, một số chuyên gia phương Tây nhận định Ukraine vẫn có thể cưỡng dậy sau loạt thất bại và ngăn chặn đà tiến của lực lượng Nga nếu nước này ưu tiên phòng thủ, xây dựng lại năng lực tác chiến và tấn công ở khu vực mà đối phương dễ bị tổn thương nhất. Chiến lược phù hợp cho Ukraine trong năm nay là giữ thế trận, xây dựng lại lực lượng và tiến công có chọn lọc. Michael Kaufman, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Carnegie có trụ sở tại Mỹ cho biết, theo Kaufman, trong giai đoạn giữ thế trận, Ukraine phải củng cố phòng tuyến, cố thủ và bảo vệ tiền tuyến nhằm tiêu hao lực lượng Nga, Chuyên gia này giải thích, nếu Ukraine chuyển sang thế thủ và giữ phòng tuyến, họ sẽ đẩy Nga vào thế bất lợi khi phải hao tốn nhiều nguồn lực để tấn công vào những trận địa được củng cố. Trong quá trình giữ vững phòng tuyến, Ukraine có thể xây dựng lại lực lượng, thông qua tái cơ cấu các đơn vị, tăng cường huấn luyện, mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và viện trợ quân sự từ phương Tây đồng thời quân đội nước này cũng có thể tiến hành tấn công có chặn lọc vào những mắt xích yếu nhất của nga trên tiền tuyến thay vì phản công diện rộng như hồi năm ngoái cách đánh này có thể bào mòn dần năng lực của nga tạo cơ hội cho các hoạt động tấn công lớn sau này của ukraine trong bài viết trên chuyên trang World on Broad, Kaufman cùng hai chuyên gia quân sự Rapley và Dara Mashikot nhận định việc thực thi chiến lược ba giai đoạn này hoàn toàn có thể giúp Ukraine đạt lợi thế cần thiết để chặn đà tấn công của Nga vào năm 2025. Nhưng kịch bản đó phụ thuộc nhiều vào nguồn viện trợ liên tục từ phương Tây và những lựa chọn mà họ đưa ra lúc này. Trong khi hoạt động tác chiến trên bộ liên tiếp gặp bước lùi, Ukraine gần đây đạt được một số thành công ở mặt trận trên biển. Kyiv đã thực hiện một số đợt tập kích bằng xuồng không người lái USV nhằm vào hạm đội biển đen của Nga, khiến lực lượng này có thể đã mất tới 1 phần 3 chiến hạm trong biên chế. Các chuyên gia cho rằng những thành công này có thể là nền tảng để Ukraine giữ vững tinh thần để tiếp tục cuộc chiến kịch bản tốt nhất là Ukraine có thể giành lại thế chủ động vào năm tới. Kaufman nói, trong trường hợp xấu nhất, Ukraine vẫn có thể cầm cự một cách hiệu quả và khiến Nga đi chệch hướng trong nỗ lực thực hiện mục tiêu chiến lược quân sự đặc biệt của họ trong năm 2025 hoặc 2026. Hiện quân đội Ukraine đang vật lộn với tình trạng thiếu đạn dược và các vật tư quân sự thiết yếu khác, khiến hoạt động phòng thủ của họ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Nga thể hiện năng lực tốt lớn trong huy động lực lượng và các nguồn lực khác cho chiến trường. Trong chiến dịch công phá Abdivka, không quân Nga có thể yểm trợ tầm gần cho các đơn vị bộ binh đang tiến công, cho thấy lực lượng này chỉ ưu thế trên không nhất định. Theo các chuyên gia quân sự phương Tây, nếu Ukraine không thể ngăn chặn được xu hướng này, họ sẽ chỉ hứng chịu thiệt hại nặng nề hơn. Thưa quý vị, các đảng phái Ukraine cho biết họ đã đầu độc chết những vị khách quan trọng từ Moscow được Điện Kremlin cử đến để tổ chức các cuộc bầu cử ở Nga tại Mariupol bị tạm chiếm, theo báo cáo của Telegram Nga và các đại diện ngầm xác nhận. Theo kênh Telegram của Nga Kremlin Snubbox, các nạn nhân không phải là quân nhân mà là những người tổ chức cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Lực lượng ngầm trả lời câu hỏi của Kiev Post về sự liên quan của họ trong vụ đầu độc bằng một nụ cười ngắn gọn nói, đây không phải là lần đầu tiên. Vài ngày trước, 6 người chết, 4 nam và 2 nữ được tìm thấy trong một căn hộ ở Mariupol, bao gồm hai nhà hoạt động địa phương của đảng nước Nga Thống Nhất và bốn vị khách đến từ Moscow, đều là nhà hoạt động chính trị và nhân viên Ủy ban Bầu cử Trung ương Điện Kremlin, CEC các nạn nhân của vụ đầu độc đã đến Mariupol bị chiếm đóng để tổ chức công việc của Ủy ban bầu cử địa phương cho Điện Kremlin. Các cộng tác viên và những vị khách ở Moscow của họ được cho là đã bị đầu độc bởi thức ăn và bia từ một nhà hàng địa phương. Liều lượng arsenic gây chết người được thêm vào thức ăn và đồ uống, giết chết tất cả những người sử dụng chúng. Nhà hàng nơi chế biến đồ ăn đã được kiểm tra và không tìm thấy dấu vết chất độc. Tuy nhiên, người giao hàng giao bữa ăn bị nhiễm độc đã mất tích. Theo kênh điện tính của Nga, tất cả thi thể của những người thiệt mạng đã được khẩn trương đưa ra khỏi Mariupol để không làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và không gây hoảng loạn cho dân chúng. Bốn trong số các thi thể được chôn cất ở Donetsk và hai thi thể được gửi đến Moscow. Tháng trước, những người theo đảng phái Mariupol nói với tờ Kiev Post rằng việc sử dụng hồ sơ giả trên mạng xã hội, việc contact, việc thầy của Nga để biết rằng rượu vodka có nhu cầu cao trong quân đội Nga ở Mariupol vì thành phố này đã cấm mua rượu vodka. Đại diện đảng phái khi đó cho biết họ đã làm một chút phép thuật với ống tim và chất làm đầy. Trong vụ việc đó, ba người Nga đã thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị đầu độc sau đó. Các đảng phái đã đăng ký tài khoản mạng xã hội Nga với tư cách là người phụ nữ quyến rũ và bắt đầu liên lạc với một trong những quân đội Nga thông qua một tài khoản giả. Người phụ nữ tưởng tượng đã tìm ra tất cả những thông tin cần thiết, người Nga ở đâu, họ đang làm gì và họ cần gì. Và sau đó, khi biết về lệnh cấm bán rượu cho quân đội Nga ở Mariupol, các đảng phái đã thực hiện kế hoạch của mình. Đại diện của thế giới ngầm nói rằng sau đó đơn giản là không thể tìm thấy họ đối với tài khoản mạng xã hội giả mạo, chiếc điện thoại mà họ dùng để truy cập hồ sơ đã nằm dưới đáy sông Kanmias. Quân đội Ukraine công bố các vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo Atak MS vào các mục tiêu của Nga năm ngoái. Thưa quý vị. Đoạn video giới thiệu các vụ phóng hỏa tiễn được Văn phòng Truyền thông Chiến lược của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine công bố, nhiều khả năng, những vụ phóng này được thực hiện vào mùa thu tháng 10 năm 2023, khi Ukraine đang nhắm vào các sân bay và vị trí phòng không của Nga. Hãy nhớ lại rằng, lần đầu tiên Attack MS được sử dụng chính thức trong chiến tranh Nga-Ukraine diễn ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2023 trong chiến dịch chuồn chuồn của lực lượng tác chiến đặc biệt, sau đó, lực lượng vũ trang tấn công các sân bay gần Berdyansk và Luhansk khiến lực lượng không quân của quân đội Nga bị tổn thất nặng nề, đặc biệt là trực thăng KA-52 và Mi-8. Ngoài ra, video còn ghi lại cảnh bề mặt bê tông của sân bay có dấu hiệu cho thấy bom bi phát nổ và hệ thống hỏa tiễn phòng không Panzer trong tình trạng hư hỏng chưa rõ mức độ. 5 chiếc trực thăng KA-52 và 4 chiếc Mi-8 bị hư hỏng có thể được nhìn thấy tại sân bay ở Berdyansk. Ngoài ra, ba chiếc trực thăng còn nguyên vẹn về mặt hình ảnh có lẽ là Mi-8, chưa được di tản, vẫn còn ở sân bay. Có thể chúng không thể rời sân bay do bị hư hỏng bởi mảnh vỡ gây ra. Sau đó, vào ngày 26 tháng 10 năm 2023, xuất hiện thông tin cho biết Attack MS của Ukraine có thể tấn công các bộ phận của hệ thống phòng không S-400 ở khu vực Luhansk. Gần ngôi làng đó, người dân địa phương đã tìm thấy hai động cơ của hỏa tiễn Attack MS. Điều này có thể cho thấy việc kích hoạt thành công một đầu chứa đầu đạn chùm. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ có nhiều điều bất ngờ sắp xảy ra với các khí tài quân sự của Nga ở biển Đen. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng tối 22 tháng 2, tổng thống Zelensky nói rằng một trong những mục tiêu của Ukraine trong năm 2024 là tiếp tục câu chuyện thành công của chúng tôi trên biển Đen. Chúng tôi sẽ làm điều đó, tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng Nga sẽ nhận được một số điều bất ngờ, điều đó rất quan trọng, ông Zelensky nói. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã gặp những người đứng đầu cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế Ukraine và thông báo về kế hoạch chính sách đối ngoại của Kyiv trong năm 2024. Ông Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết của việc nỗ lực chấm dứt chiến tranh trong năm 2024. Tổng thống Ukraine giải thích rằng, để đạt được điều này, Kyiv có kế hoạch tiếp tục nỗ lực nhận hỗ trợ phòng thủ, tài chính và nhân đạo từ các đối tác nước ngoài để bảo vệ người Ukraine theo ông Zelensky, nhiệm vụ thứ hai của Ukraine là thúc đẩy công thức hòa bình của Kyiv và tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu đầu tiên ở cấp lãnh đạo thế giới. Nhiệm vụ thứ ba mà ông Zelensky đề cập là tăng cường hợp tác quốc phòng và gia tăng áp lực trừng phạt đối với Nga, bao gồm việc sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa. Hải quân Ukraine đầu tháng này tuyên bố, các hoạt động của lực lượng Nga ở Biển Đen đã trở nên rất phức tạp nếu không muốn nói là bị tê liệt sau gần hai năm xung đột. Dmitry Bletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, cho biết Nga đã mất tới 25 trong số khoảng 80 tàu hải quân thuộc nhiều loại khác nhau mà nước này đã triển khai trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột vào năm 2022. Ông Bletenchuk cho biết có tới 35 tàu trong số này đã gây ra mối đe dọa thực sự đối với Ukraine, mang lại cho Nga khả năng tấn công tầm xa và tạo điều kiện cho Moscow hoạt động xung quanh bán đảo Crimea và khu vực miền Nam Ukraine. Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên. Ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Biển Đen nổi lên như một mặt trận quan trọng. Ukraine tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát Crimea, bán đảo ở phía nam Ukraine trên Biển Đen và sắp nhập vào Nga năm 2014. Nga được cho là đã di dời một số tàu ở Biển Đen từ bán đảo Crimea đến căn cứ Novorossiysk ở khu vực Krasnodar của Nga, cách xa bờ biển Ukraine nga cũng được cho là đang thiết lập một căn cứ khác ở biển đen ở abkhazia một khu vực ly khai của georgia các động thái này đã giúp tách biệt các khí tài của nga ở biển đen ra xa tầm tấn công của ukraine ukraine không có lực lượng hải quân mạnh nhưng đã sử dụng các phương tiện không người lái và hỏa tiễn do phương tây cung cấp để đạt hiệu quả cao trong các trận tập kích vào mục tiêu của nga ở biển đen Chính phủ Anh cho biết, các khoản viện trợ từ các đồng minh NATO sẽ giúp Ukraine chuyển đổi lực lượng hải quân, đưa lực lượng này ngang hàng với liên minh và tăng cường an ninh ở Biển Đen. Thủ tướng Pashinyan nói Armenia đã đình chỉ tham gia tổ chức hiệp ước an ninh tập thể khối gồm 6 quốc gia do Nga dẫn đầu trong cuộc phỏng vấn với kênh France 24 của Pháp đăng ngày 22 tháng 2, thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nói: "Yerevan ngày càng không hài lòng với tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO. Chúng tôi tin rằng trong trường hợp của Armenia, hiệp ước đã không được thực thi, đặc biệt là trong giai đoạn 2021-2022 và việc này không thể bỏ qua", ông Pashinyan nói. CSTO do Nga dẫn đầu thành lập năm 1992, với 5 thành viên còn lại gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Tương tự NATO, hiến chương CSTO cũng có điều khoản về phòng vệ tập thể, coi hành động tấn công một thành viên đồng nghĩa tấn công cả khối. Chúng tôi đã đình chỉ tham gia hiệp ước và chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo, ông Bashinjan bổ sung. Armenia năm ngoái từ chối tham gia các sự kiện và hoạt động diễn tập quân sự của CSTO, Ông Basinja nói trước đó, Yerevan không có ý định các quan hệ với khối. Quan hệ song phương giữa Armenia và Nga gần đây xấu đi. Ông Basinjan ngày 2 tháng 2 nói Nga khiến Armenia thất vọng sau khi không thể ngăn Azerbaijan phát động chiến dịch chấp nhoán hồi tháng 9 để giành quyền kiểm soát vùng Nagorno-Karabakh, khiến người gốc Armenia sống ở đó phải di tản. Armenia và Azerbaijan từng xảy ra hai cuộc chiến tranh vào thập niên 1990 và năm 2020 liên quan Nagorno-Karabakh. Vùng đất tách khỏi Azerbaijan kể từ khi lực lượng thân Armenia kiểm soát khu vực này sau cuộc chiến đầu những năm 1990. Cuộc chiến năm 2020 khiến hơn 6.500 người thiệt mạng, giúp Azerbaijan giành lại một phần lãnh thổ từ phe ly khai. Xung đột kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn với Nga làm trung gian. Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình để giám sát nhưng căng thẳng vẫn tiếp diễn khi đụng độ quy mô nhỏ xảy ra thường xuyên ở biên giới hai nước năm 2021, 2022. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 2 vừa qua, Anh đã công bố hơn 50 biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong bối cảnh ngày 24 tháng 2 tới sẽ đánh dấu 2 năm xảy ra cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine. Cụ thể, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Anh, những biện pháp trừng phạt nói trên nhắm vào 14 thực thể và cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất đạn dược và vũ khí như hệ thống phóng rocket, hỏa tiễn và các loại chất nổ. Trong danh sách này có nhà máy sản xuất vũ khí Sturblub của Nga, một công ty của Thổ Nhĩ Kỳ, ba công ty của Trung Quốc và hai thực thể ở Belarus. Bên cạnh đó, các biện pháp trừng phạt mới cũng nhằm vào các công ty điện tử và nhà kinh doanh kim cương và dầu mỏ của Nga. Tính đến nay, Anh đã áp đặt trừng phạt đối với tổng cộng 2.000 cá nhân, công ty và nhóm liên quan đến cuộc chiến xâm lược đẫm máu của Putin. Bên cạnh đó, Anh sẽ cung cấp cho Ukraine 200 hỏa tiễn Brimstone trong gói viện trợ quân sự mới. Điều này được Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grandchap tuyên bố trích dẫn nguồn từ The Guardian. Hôm nay tôi có thể công bố lô 200 hỏa tiễn chống tăng Brimstone mới nhằm tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Ukraine, ông nhấn mạnh. Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết, các hỏa tiễn này trước đó đã gây tác động đáng kể trên chiến trường, thậm chí khiến quân Nga phải bỏ cuộc và rút lui khi cố gắng vượt sông. Ngoài ra, ông Sáp còn cho biết thêm, Anh sẽ huấn luyện thêm quân đội Ukraine cùng với các đồng minh khác. Họ sẽ cùng nhau đào tạo thêm 10.000 người vào nửa đầu năm 2024. Quân đội Ukraine đã tiêu diệt thêm 1.000 kẻ xâm lược Nga trong vòng 24 giờ qua, Do đó, tổng thiệt hại về nhân sự của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược quy mô lớn vào Ukraine đã lên tới hơn 408.000 binh sĩ. Ngoài ra, các chiến binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy 49 hệ thống pháo binh và 37 xe chiến đấu bọc thép của quân xâm lược. Điều này đã được ABC Ukraine đưa tin dựa trên bức điện tính của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine như vậy, tổng thiệt hại của Nga trong trận chiến chống lại Ukraine tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 23 tháng 2 năm 2024 là khoảng Nhân sự, khoảng 408.240 người, tăng 1.000 người đã bị loại khỏi vòng chiến. Xe tăng, 6.526 chiếc, tăng 3. Xe chiến đấu bọc thép, 12.410 chiếc, tăng 37. Hệ thống pháo binh, 9.916 đơn vị, tăng 49. MLAS 999 đơn vị tăng 2, hệ thống phòng không 682 chiếc tăng 2, máy bay 339 chiếc, trực thăng 325 chiếc, UAV cấp tác chiến chiến thuật 7.628 chiếc tăng 32, hỏa tiễn hành trình 1.903 chiếc, tàu thuyền 25 chiếc, tàu ngầm 1 chiếc, thiết bị ô tô và xe bồn 12.960 chiếc tăng 36, thiết bị đặc biệt 1.575 đơn vị tăng 9 tình hình mặt trận ngày 23 tháng 2, theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, trong báo cáo sáng nay ngày 23 tháng 2, 101 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra trên các mặt trận ở Ukraine trong vòng 24 giờ. Những kẻ xâm lược Nga đang dùng ép và cố gắng tấn công các khu định cư ở các hướng Limansky, Bakhmutsky, Marinsky và Abdiivsky. Trong 24 giờ qua, không quân của lực lượng phòng vệ đã tiến hành tấn công vào 6 khu vực tập trung quân nhân và 3 hệ thống hỏa tiễn phòng không của địch. Ngoài ra, các đơn vị của lực lượng hỏa tiễn lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy 4 khu vực tập trung nhân sự, vũ khí và thiết bị quân sự, một trung tâm hậu cần, hai hệ thống phòng không và một trạm điều khiển UAV mặt đất. Tổng thư ký NATO nói Ukraine có quyền tấn công mục tiêu quân sự Nga bên ngoài lãnh thổ, kể cả bằng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp. Cuộc chiến Nga phát động ở Ukraine đã vi phạm luật pháp quốc tế, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong cuộc phỏng vấn ngày 20 tháng 2. Theo luật quốc tế, Ukraine có quyền tự vệ, trong đó có việc tấn công vào các mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga ở bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Tổng thư ký NATO từng đề cập tới quyền tự vệ của Kyiv trước Moscow, song đây là lần đầu tiên ông công khai khẳng định Ukraine có quyền tự vệ bằng cách tấn công mục tiêu quân sự Nga bên ngoài lãnh thổ, kể cả bằng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp. Điều này có thể vượt qua lằn ranh đỏ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin vạch ra. Ông nhiều lần cảnh báo Ukraine không được sử dụng khí tài do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, cho rằng điều này có thể khiến xung đột leo thang mỹ và các thành viên nato trước đây cấm ukraine sử dụng những khí tài được họ viện trợ để tập kích lãnh thổ nga do lo ngại chiến sự vượt tầm kiểm soát phương Tây ban đầu cũng trì hoãn chuyển giao nhiều loại vũ khí tầm xa cho Ukraine do sợ rằng Kyiv có thể sử dụng chúng để tấn công mục tiêu bên ngoài lãnh thổ. Tuy nhiên khi chiến sự kéo dài, quan điểm này dần thay đổi. Pháp, Anh năm ngoái đã cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn Storm Shadow SCAP có tầm bắn 250 đến 560 km, trong khi Washington chuyển giao cho Kyiv phiên bản Attack MS tầm bắn 165 km. Trung tướng Sergei Nef, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Liên quân, cơ quan tham mưu cấp cao trong quân đội Ukraine, hồi đầu tháng tiết lộ, Kyiv sẽ nhận tiêm kích F-16 và hỏa tiễn có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 300 đến 500 km trong gói viện trợ sắp tới. Giới phân tích nhận định, đây có thể là vũ khí trang bị cho tiêm kích F-16 như dòng Rassam của Mỹ tiêm kích đa năng F-16 do General Dynamics phát triển từ những năm 1970 hiện được Mỹ và các đồng minh sử dụng. Mỗi chiếc F-16 có giá khoảng 30-35 đến 35 triệu Mỹ Kim tùy biến thể. F-16 có thể đạt tốc độ tối đa 2.121 km h ở độ cao 12.000 m, trần bay tối đa 18.000 m với tầm hoạt động 546 km. Mẫu tiêm kích này được trang bị một pháo 6 nòng 20 ly, 11 giá treo có thể mang theo 7,7 tấn vũ khí. Hà Lan ngày 6 tháng 2 thông báo sẽ cung cấp thêm 6 tiêm kích F-16 cho Ukraine, nâng tổng số máy bay mà nước này cam kết chuyển giao cho Kyiv lên 24 chiếc. Ngoài Hà Lan, Đan Mạch và Bỉ cũng đã công bố kế hoạch cung cấp F-16 cho Ukraine. Kyiv dự kiến tiếp nhận những chiếc F-16 đầu tiên trong năm nay sau khi phi công Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện. Thưa quý vị, thông điệp tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần trước không thể rõ ràng hơn. Nga đang tiến lên, Ukraine đang vật lộn để tồn tại và phương Tây cần cung cấp thêm hỗ trợ quân sự ngay bây giờ. Về phần mình, The Saigon Post đồng ý với Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse, người dẫn đầu phái đoàn Thượng viện lưỡng đảng tới hội nghị, cho biết Ukraine đang hướng tới một cuộc suy thoái tinh thần trừ khi các đồng minh của nước này nhanh chóng hành động để tăng cường hỗ trợ. Phương Tây cần giúp đỡ những người lính dũng cảm của Kyiv tìm đường vượt qua thung lũng chết chóc cho đến khi Quốc hội hành động gửi thêm vũ khí. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra hiệu chính xác những gì ông cần hỏa tiễn tầm xa Atac 300 trong cuộc họp riêng với một nhóm quốc hội lưỡng đảng. Ông đã mang ra một bản đồ cho thấy các mục tiêu của Nga ở Crimea bị chiếm đóng có thể bị ADAC MS đó tấn công. Các cuộc tấn công sẽ không giải phóng Crimea, nhưng chúng sẽ làm lung lay niềm tin của Nga và nâng cao tinh thần của Ukraine vào thời điểm mà Tổng thống Vladimir Putin cho rằng ông ta đang nắm quyền kiểm soát. Tổng thống Biden đã miễn cưỡng không gửi attack MS vì lý do Hoa Kỳ cần chúng để bảo vệ chính mình. Và Biden cũng không muốn có một vòng xoáy leo thang với Nga. Nhưng đối với an ninh Mỹ hiện nay, không có gì quan trọng hơn việc giúp Ukraine ngăn chặn đà tiến của Nga trên chiến trường và Ukraine đã cho thấy họ sẽ giữ lời hứa không bắn vũ khí Mỹ vào lãnh thổ Nga. Hai sự kiện cuối tuần trước đã nhấn mạnh động lực rùng rợn của Putin. Cái chết của nhà bất đồng chính kiến anh hùng Alexei Navalny trong trại tù ở Siberia cho thấy Putin đang tiến hành một cuộc tấn công không giới hạn, như bọn cướp Nga hay nói. Việc Nga chiếm được Ajivka ở miền đông Ukraine cho thấy Putin sẽ hy sinh hàng chục nghìn binh sĩ trong các cuộc tấn công thịt của mình, như Zelensky đã mô tả. Ajivka quan trọng không phải vì tầm quan trọng chiến lược của nó, mà vì quân đội Ukraine ở đó đã cạn kiệt đạn pháo và phòng không, một dấu hiệu cho thấy họ ngày càng dễ bị tổn thương. Sự thiếu hụt lực lượng phòng không đặc biệt đáng lo ngại. Máy bay Nga có thể tùy ý thả bom chính xác xuống Ajivka. Nếu Ukraine không sớm nhận được nguồn cung cấp phòng không mới, mối đe dọa đó có thể lan tới các thành phố trên khắp đất nước quân đội nga đang tiến về phía trước bằng cách sử dụng hai nguồn tài nguyên quốc gia to lớn của họ đó là dầu khí và sự kiên nhẫn máu lạnh đó là cách nga tiến hành các cuộc chiến tranh của mình từ napoleon đến hitler cho đến nay họ điên cuồng họ đang hoành hành không tiếc hy sinh sinh mạng hàng chục nghìn binh lính của họ đó là những gì họ có zelensky nói tại hội nghị ngược lại ukraine đang phải vật lộn để bảo vệ quân đội của mình lực lượng mà ông mô tả là vũ khí chính của ukraine Cuộc chiến này đang diễn ra theo hướng của Nga, một đại sứ châu Âu, một trong những nhà quan sát sáng suốt nhất của phương Tây về Điện Kremlin cảnh báo. Ông nhớ đã cảnh báo các quan chức Mỹ khi chiến tranh bắt đầu rằng sẽ có 500.000 người chết trước khi Nga dừng lại. Theo các quan chức Mỹ, tổng số thương vong ước tính của họ là hơn 300.000 người chết và bị thương. Putin có thể tiếp tục gửi quân không chỉ vì chủ nghĩa khắc kỷ của Nga, mà còn vì ông ta đã khéo léo rút lực lượng từ những vùng nghèo khó nhất và khó khăn nhất của đất nước. Các nhà phân tích Mỹ cho biết, những người thiệt mạng phần lớn là người dân tộc thiểu số đến từ các vùng hẻo lánh như Chechnya và Dagestan. Đại sứ châu Âu lưu ý rằng, mức lương cho những người lính ở mặt trận cao gấp 3 lần mức họ thường kiếm được và gia đình những người lính thiệt mạng nhận được khoản tiền thưởng trị giá hơn 50.000 đô la. Ông nói, chiến tranh đã mang lại sự thịnh vượng cho người dân Nga nghèo. Cái chết của Navalny thể hiện tính toán của Putin. Ông ta không quan tâm đến dư luận của giới thượng lưu vì nó không đe dọa đến sự kiểm soát của ông ta. Những người biểu tình đặt hoa hay tổ chức các cuộc tuần hành nhỏ không làm ông ta bối rối. Bất cứ thứ gì dưới một triệu chúng tôi đều có thể xử lý, một quan chức Điện Kremlin nói với đại sứ châu Âu vài năm trước nhà ngoại giao này đã thể hiện rằng thông điệp rằng hàng nghìn người biểu tình chỉ là giọt nước trong đại dương tuy nhiên ngay cả putin cũng biết rằng ông ta không thể giữ cho cỗ máy giết người hoạt động vô thời hạn đó là lý do tại sao sự ủng hộ của quốc hội hoa kỳ đối với việc tiếp tục viện trợ quân sự lại quan trọng đến vậy họ câu giờ cho ukraine để củng cố khả năng phòng thủ và bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi bị tấn công trong năm nay để có thể vào năm tới họ có thể khởi động lại một cuộc tấn công Đối với Ukraine, duy trì cuộc chiến và ngăn chặn Nga là một loại chiến thắng. Luz Mila mẹ của cố lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny, hôm 22 tháng 2 cho biết, các nhà điều tra đã cho phép bà nhìn thấy thi thể con trai bà vào cuối ngày 21 tháng 2 tại thành phố Saleka ở Bắc Cực. Trong một đoạn video tuyên bố, Navalny cho biết, Cô đã ký giấy chứng tử nhưng chính quyền vẫn tiếp tục giữ thi thể con trai cô. Navanea nói rằng bà đã ở trong văn phòng ủy ban điều tra ở Seleka 24 giờ và được đưa đến nhà xác nơi bà nhìn thấy thi thể con trai mình lần đầu tiên kể từ khi cái chết của anh được công bố ngày 16 tháng 2. Navanea cho biết bà được đưa đến nhà xác bí mật và ký vào giấy chứng tử ở đó nhấn mạnh rằng chính quyền đã vi phạm pháp luật khi không giao thi thể con trai cho bà và bằng cách đưa ra các điều kiện về địa điểm, thời gian và cách thức chung cất Alexei. Bà Navania cho biết các nhà chức trách tiếp bà đã nhận được lệnh từ Điện Kremlin hoặc từ Văn phòng Trung ương của Ủy ban điều tra. Họ muốn lễ an táng được tổ chức bí mật mà không có bất kỳ nghi thức đưa tiễn nào, bà nói thêm trong video. Họ muốn đưa tôi đến rìa Nghĩa Trang và nói với tôi đây là nơi con trai của bà đang yên nghỉ, nhưng tôi không đồng ý với điều đó navanea cho biết bà muốn việc chung cất con trai mình được công khai để tất cả những người ủng hộ anh có thể biết từ biệt anh tôi quay video này vì họ bắt đầu đe dọa tôi họ nhìn vào mắt tôi và nói rằng nếu tôi không đồng ý chung cất bí mật họ sẽ làm điều gì đó tồi tệ với thi thể của con trai tôi bà nói tôi không muốn bất kỳ điều kiện nào tôi chỉ muốn mọi việc phải được thực hiện theo đúng pháp luật tôi yêu cầu giao thi thể của con trai tôi cho tôi ngay lập tức Navania đã cố gắng tiếp cận thi thể của con trai mình kể từ khi anh qua đời trong một nhà tù chế độ đặc biệt, loại nhà tù khắc nghiệt nhất ở Nga. Các quan chức nhà tù cho biết, người đàn ông 47 tuổi đã chết sau khi gục ngã lúc đang đi bộ ra khỏi phòng giam hàng ngày. Thưa quý vị, việc phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine đã khiến Nga gắn liền với hình ảnh gã hàng xóm bạo ngược số tính, từ đó gây sụp đổ hình ảnh về một đối tác đồng minh đáng tin cậy của nước này. Món quà đi kèm với danh tiếng tệ hại là vì các chính trị gia của Điện Kremlin bị xa lánh và hắc hủy trên diện rộng. Minh chứng cho xu hướng này mới đây, chuyến công du Mỹ-Latin của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người đã đến thăm Cuba và Venezuela, sau đó tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng G20 ở Brazil, đã gặp phải vấn đề đáng xấu hổ. Theo Aero Telegraph, tại sân bay Rio de Janeiro, chiếc IL-96 của ông Lavrov mang số đăng ký RA-96019 đã bị từ chối tiếp nhiên liệu. Nhà điều hành dịch vụ sân bay Vibra Energia, viện dẫn mối đe dọa trừng phạt của Mỹ cấm cung cấp máy bay của chính phủ Nga. Kết quả là chuyến bay của ông Lavrov tới Brasilia, nơi Bộ trưởng Nga đang lên kế hoạch gặp Tổng thống nước này, Luis Inaco da Silva đã gặp nguy hiểm. Sau đó, Lavrov dự định quay trở lại Moscow và khả năng tiếp nhiên liệu cho máy bay của ông bằng dầu của không quân Brazil đã được xem xét. Nhưng kế hoạch đã không thành công, Aerotelegraph viết. Theo phiên bản chính thức, quân đội không có đủ nhiên liệu. Kết quả, ông Lavrov phải bay tới thủ đô Brazil với tư cách bạn đồng hành trên chuyên cơ của Ngoại trưởng Mauro Vieira trước chuyến bay tới mỹ latin ông lavrov nhắc lại rằng nỗ lực cô lập nga đã thất bại và cáo buộc mỹ đang tạo ra sự hỗn loạn trong một thế giới mà theo bộ trưởng nga đang tự tin hướng tới đa cực và công lý ở Venezuela, Lavrov đề xuất cùng nhau tìm kiếm công lý trong vấn đề tịch thu tài sản có chủ quyền, và ở Cuba, ông công bố một khoản vay mới cho đất nước này khi mà Vladimir Putin trước đó đã xóa khoản nợ 32 tỷ Mỹ Kim vào năm 2014 và 5 năm cho phép không hoàn trả các khoản vay đã vay trước đó. Trong một diễn biến liên quan, theo Bloomberg ngày 22 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông sẽ công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin sau vụ nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny tử vong và kỷ niệm 2 năm cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine. Tehran, một đồng minh chủ chốt của Moscow, cũng không thoát khỏi đòn mới từ Washington. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rõ, Nga theo dõi các lệnh trừng phạt, quan sát và cố gắng né tránh chúng. Vì vậy, chúng tôi theo dõi các hành động mà phía Nga thực hiện và tìm cách áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, tập trung vào ngăn chặn lẫn tránh trừng phạt. Trong khi đó, theo Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo, Washington sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hơn 100 cá nhân và thực thể được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia khác nhắm mục tiêu vào tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga cũng như các công ty ở các nước thứ ba trước đó một ngày tòa bạch ốc cho biết mỹ sẽ sớm áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với iran và ủng hộ nga trong cuộc xung đột với ukraine cảnh báo washington sẵn sàng tiến xa hơn nếu tehran bán hỏa tiễn đạn đạo cho moscow phát biểu với báo giới người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia john kirby nêu rõ iran không giúp đỡ nga miễn phí để đáp lại sự hỗ trợ của iran nga đã đưa ra đề nghị hợp tác quốc phòng chưa từng có vì vậy iran đang tìm kiếm các thiết bị quân sự trị giá tổng cộng hàng tỷ mỹ kim từ nga trong ngày 22 tháng 2, Reuters đưa tin Anh cũng đã thông báo gói trừng phạt mới đối với hơn 50 cá nhân và thực thể có liên quan Nga nhằm tìm cách giảm bớt kho vũ khí và ngân sách dành cho chiến tranh của Putin hai năm sau cuộc chiến xâm lược ở Ukraine. Theo Ngoại trưởng Anh David Cameron, nước này sẽ gây áp lực kinh tế để Nga không thể đủ tiền chi trả cho chiến phí, khiến Moscow thiếu hụt các nguồn lực cần thiết để tài trợ cho chiến tranh xâm lược ở Ukraine bộ ngoại giao anh cho hay những đối tượng bị trừng phạt là các nhà nhập khẩu và sản xuất công cụ máy móc quan trọng của nga vốn được sử dụng để sản xuất các hệ thống và linh kiện phòng thủ từ hỏa tiễn và động cơ cho đến xe tăng và máy bay chiến đấu Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen sẽ gia tăng các cuộc tấn công vào các tàu ở Biển Đỏ và các vùng biển khác bằng vũ khí tàu ngầm để tiếp tục đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến ở Gaza, lãnh đạo nhóm này tuyên bố hôm thứ Năm 22 tháng 2. Các chiến binh Houthi liên kết với Iran ở Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay, xuồng không người lái và tên lửa ở Biển Đỏ, eo biển Bad al mandat và Vịnh Edan kể từ tháng 11 để yểm trợ người Palestine, trong lúc cuộc chiến Israel-Hamas tiếp diễn và số người chết ở Gaza lên tới gần 30.000 người. Các hoạt động ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập, eo biển Bad al mandat và Vịnh Edan đang tiếp tục leo thang và hiệu quả, lãnh đạo Houthi nói trong một bài phát biểu trên truyền hình. Ông không đưa ra thông tin chi tiết về vũ khí tàu ngầm. Các cuộc tấn công của nhóm này đang làm gián đoạn tuyến thủy lộ chiếm khoảng 12% lưu lượng hàng hải toàn cầu và buộc các công ty phải đi tuyến đường dài hơn, đắt đỏ hơn vòng qua châu Phi. Bài phát biểu của lãnh đạo Houthi được đưa ra cùng ngày, lực lượng này gửi thông báo chính thức cho các chủ hàng và công ty bảo hiểm về điều mà họ gọi là lệnh cấm các tàu liên quan đến Israel, Mỹ và Anh trong các vùng biển xung quanh, nhằm tìm cách củng cố chiến dịch quân sự của họ để hỗ trợ người Palestine. Thông tin liên lạc của Houthi là thông tin đầu tiên gửi đến ngành vận tải biển về lệnh cấm, được đưa ra dưới dạng hai thông báo từ Trung tâm Điều phối Hoạt động Nhân đạo mới được thành lập của Houthi gửi tới các công ty và công ty bảo hiểm vận tải biển. Các tàu thuộc sở hữu toàn bộ hoặc một phần của các cá nhân hoặc tổ chức Israel và tàu trao cờ Israel hoặc thuộc sở hữu của các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ hoặc Anh hoặc đi dưới cờ của các nước này đều bị cấm đi vào Biển Đỏ, Vịnh Aden và Biển Ả Rập, thông báo hôm thứ Năm nói. Một quan chức cấp cao của Houthi nói với Reuters hôm thứ Năm, trung tâm điều hành nhân đạo được thành lập tại sana để điều phối việc di chuyển an toàn và hòa bình của các tàu không có mối liên hệ nào với Israel. Chính quyền tòa Bạch Úc cho rằng các cuộc đàm phán giữa Liên bang Nga và Iran về việc cung cấp hỏa tiễn cho Nga đang tích cực tiến triển. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa xác nhận việc chuyển giao loại vũ khí này cho phía Nga. Tuyên bố này được đưa ra hôm thứ Năm, ngày 22 tháng 2 năm 2024, tại cuộc họp báo qua điện thoại của điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia tòa Bạch Úc John Kirby. Iran cung cấp cho Nga một số lượng đáng kể máy bay không người lái, bom dẫn đường và đạn pháo mà Nga sẽ sử dụng theo cách nào đó để tấn công Ukraine. Ngoài ra, như tôi đã cảnh báo hồi tháng trước từ buộc tòa Bạch Úc, các cuộc đàm phán của Nga về việc mua hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn từ Iran đang tích cực tiến triển, ông Kirby nói. Ông nhắc lại, trong ngày hôm qua, Reuters đăng tài liệu nói về việc Iran chuyển hàng trăm hỏa tiễn đạn đạo cho phía Nga. Theo ông, bài viết này dựa trên bình luận của các quan chức Iran khoe khoang rằng họ đã cung cấp cho Liên bang Nga hỏa tiễn có thể dùng để giết hại dân thường Ukraine. Về vấn đề này, quan chức chính quyền Mỹ lưu ý, trong khi chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ việc này, chúng tôi chưa thấy bất kỳ xác nhận nào cho thấy hỏa tiễn thực sự đã được chuyển từ Iran sang Nga, nhưng trong ấn phẩm này, người Iran nhấn mạnh rõ ràng là họ sẽ gửi hỏa tiễn đạn đạo tới Liên bang Nga và chúng tôi không có lý do gì để cho rằng họ sẽ không tuân thủ điều đó. Theo ông Kirby, nếu Iran chuyển số vũ khí này sang phía nga, phản ứng của cộng đồng quốc tế sẽ nhanh chóng và gây gắt. Về phần mình, chúng tôi sẽ đưa vấn đề này lên hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chúng tôi sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran và chúng tôi sẽ phối hợp các bước trả đũa tiếp theo với các đồng minh và đối tác của chúng tôi ở châu Âu hoặc các nước khác. Đại diện chính quyền Mỹ lưu ý. Ông cũng nói rằng Hoa Kỳ đã chuẩn bị các lệnh trừng phạt chống lại Iran và lệnh trừng phạt này sẽ được công bố trong những ngày tới để đáp trả việc Tehran tiếp tục hỗ trợ Liên bang Nga. Và chúng tôi sẵn sàng tiến xa hơn nếu Iran chuyển hỏa tiễn đạn đạo cho Nga, người phát ngôn Tòa Bạch Úc nhấn mạnh. Như đã biết, trong ngày qua, truyền thông Mỹ đưa tin Iran đã chuyển khoảng 400 hỏa tiễn đạn đạo đất đối đất cho Nga. Đặc biệt trong số đó có thể có hỏa tiện đạn đạo Zonfoga thuộc loại Fateh-110 có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách từ 300 đến 700 km. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 2, tạp chí Foreign Police dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Litva Avidas Anushalkas cho biết, những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên sẽ có mặt trên bầu trời Ukraine vào tháng 6 năm 2024. Theo Foreign Police, một quan chức châu Âu khác có mặt ở hội nghị an ninh Munich cũng đề cập tới khung thời gian tương tự cho sự có mặt ở Ukraine của những chiếc chiến đấu cơ mà Kyiv mong chờ kể từ khi xung đột với Moscow bắt đầu vào gần 2 năm trước. Đây có thể là lần đầu tiên một cột mốc thời gian cụ thể cho sự xuất hiện của F-16 ở Ukraine được đưa ra. Trước đó, vào giữa tháng 10 năm 2023, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba chỉ nói rằng F-16 có thể đến vào nửa đầu năm 2024 và cuối tháng 12 năm 2023, không quân Ukraine cũng đưa ra tuyên bố với khoảng thời gian tương tự. Ukraine được cho là sẽ nhận được hàng chục chiến đấu cơ F-16 bao gồm 19 chiếc từ Đan Mạch bằng giao trong quý II-2024 như thông báo của Bộ Quốc phòng Đan Mạch ngày 6 tháng 1. Còn vào tháng 12-2023, Hà Lan quyết định sẽ chuyển giao 18 chiếc F-16 cho Ukraine và gần đây nâng lên thành 24 chiếc. Trong khi đó, Canada cam kết sẽ cung cấp khoảng 44 triệu đô la để bảo trì các máy bay F-16 được bằng giao cho Ukraine. Lý do Ukraine mong muốn có F-16 F-16 là loại vũ khí mà Ukraine mong mỏi có được từ sau khi xung đột với Nga bùng nổ. Do tranh càng kéo dài, ước mong có F-16 của Ukraine càng lớn. Thứ nhất là sau gần hai năm xung đột, số lượng máy bay chiến đấu của Ukraine vốn chỉ bằng một phần nhỏ của Nga đã giảm mạnh, cần có thêm lực lượng hỗ trợ. Đó là chưa nói tới các chiến đấu cơ của Nga thường hiện đại hơn, trang bị radar có tầm quét rộng hơn, tên lửa có tầm bắn xa hơn, bay ở độ cao lớn hơn, khiến các chiến đấu cơ của Ukraine thường bị lép vế trong không chiến. Thứ hai là Ukraine cần một máy bay chiến đấu có thể mang những loại tên lửa đã được phương Tây cung cấp như tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow và biến thể Scarp EG. Trong khi đó, việc hoán cải để có thể lắp được trên F-16 sẽ dễ dàng hơn so với việc lắp lên các máy bay chiến đấu kiểu liên xô cũ. Thứ ba là thực tế Ajibka cho thấy ưu thế trên không đã có phần quan trọng giúp các lực lượng Nga đánh chiếm thành trì quan trọng ở tỉnh Donetsk này. Trong báo cáo đưa ra hôm 18 tháng 2, các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết, lực lượng Nga đã tận dụng ưu thế trên không để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chiếm giữ phần lớn Azovka. Cụ thể là trước thời điểm Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shago tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Azovka, không quân Nga đã sử dụng bom lượng với quy mô lớn để hỗ trợ cho hoạt động tác chiến trên mặt đất người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat đã không ít lần thừa nhận rằng ưu thế trên không là chìa khóa thành công trên mặt đất. Chỉ có điều Nga lại đang nắm trong tay ưu thế đó. Thứ tư là với F-16, Ukraine có thể ngăn chặn máy bay và trực thăng của Nga tấn công lực lượng mặt đất. Đây là điều cực kỳ quan trọng bởi trên mặt đất, các lực lượng của Ukraine phải đối mặt với hàng loạt cản trở như bãi mìn, hệ thống răng rồng hay gần đây là cả hệ thống phòng thủ tạo nên bởi các toa tàu hỏa cũ. Trong tình huống gặp phải những trở ngại như vậy, các lực lượng của Ukraine rất dễ bị phơi ra trước các cuộc tấn công đường không và chịu tổn thất nặng. Ngay từ đầu năm 2023, trong một bình luận với hãng tin AP của Mỹ, ông George Barros, nhà phân tích về Nga của ISW cho rằng, Ukraine không kiểm soát được không phận nơi họ tấn công. Tiến hành các hoạt động tấn công trong điều kiện như vậy là cực kỳ khó khăn. Thực tế sau đó cho thấy do thiếu hụt sức mạnh không quân, Ukraine đã gặp bất lợi trong cuộc phản công mùa hè năm 2023 khi các máy bay trực thăng tấn công của Nga tấn công phá hủy nhiều xe tăng và xe bọc thép của Ukraine. F-16 có phải cây đũa thần vạn năng cho Ukraine? Vào ngày 21 tháng 8 năm 2023, khi đến thăm Đan Mạch, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trước hàng nghìn người tập trung ngoài Quốc hội Đan Mạch rằng Nga sẽ thua vì Ukraine có F-16. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng F-16 khó có thể trở thành cây đũa thần vạn năng cho Ukraine để lật ngược thế cờ. Một là Nga sở hữu nhiều hệ thống phòng không S-400 đáng gờm, và trong thời gian Ukraine chờ đợi có được những chiếc F-16 đầu tiên, theo cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zelensky, Nga đã tăng gấp đôi lực lượng phòng không. Cho nên, những chiếc tiêm kích do phương Tây sản xuất hiện giờ ít hữu ích hơn cho Ukraine. Hai là để phát huy được đầy đủ tính năng, những chiếc tiêm kích F-16 cần đi kèm với một loạt cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới. Trong khi đó, Ukraine cần phải có thời gian để tích hợp các nền tảng mới vào hoạt động tác chiến liên hợp. Và phi công Ukraine cũng cần phải được huấn luyện, chuyển đổi từ sử dụng máy bay chiến đấu kiểu liên xô cũ sang sử dụng máy bay chiến đấu phương Tây. Chỉ có thuần thục kỹ năng, họ mới có thể thoải mái trong buồng lái và tự tin không chiến với đối thủ dày dặn kinh nghiệm phía Nga. Ba là xung đột Nga-Ukraine giờ đây đã mang tính lâu dài, trở thành cuộc chiến tiêu hào. Trong cuộc chiến tiêu hào ấy, sẽ không có loại vũ khí nào có thể thay đổi đột ngột được cục diện của chiến trường, mà phải là tác động từ tổ hợp của tất cả các yếu tố chính trị, tinh thần, khả năng huy động thời chiến, vân vân kết hợp với quân số và vũ khí, trang bị. Quân đội Nga hiện nay đã thích nghi được với những gì đang xảy ra, đã có những điều chỉnh cả về chiến lược và chiến thuật, cho nên đã đạt được những thành tựu cụ thể. Vì vậy, theo cựu cố vấn truyền thông chiến lược của văn phòng tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là ông Alexei Arestovich, việc đặt trọn niềm tin vào F-16 là một sai lầm lớn. Có lẽ vì thế, nhà phân tích Frederick Martens tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hague cho rằng F-16 không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi ngay lập tức. Việc nhận được hàng chục chiếc F-16 chủ yếu cho phép Ukraine tiến hành các cuộc khung kích có chặn lọc kỹ lưỡng có thể ảnh hưởng đến diễn biến của cuộc xung đột. Trong khi đó, chuyên gia Justin Brown tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh Russi cảnh báo, dù F-16 có thể mang đến năng lực lớn hơn cho Ukraine, nhưng lưới phòng không của Nga sẽ buộc chúng phải bay thấp khi yểm trợ mặt đất và hạn chế hiệu quả tác diễn. Thưa quý vị, Bên cạnh đó, quan chức Ukraine thừa nhận Kyiv đang đặt hy vọng duy nhất vào tiêm kích F-16 Fighting Falcon do nước này không có khả năng phục vụ nhiều loại máy bay. Chúng tôi sẽ không thể đưa nhiều loại máy bay khác nhau vào sử dụng, bảo dưỡng và đào tạo phi công. Đây sẽ là vấn đề khó khăn đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi cần tập trung vào mục tiêu số 1 là tiêm kích F-16. Hãng tin Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yuri Ignat. Cũng theo ông Ignat, ngay cả với F16, việc điều chỉnh cơ sở hạ tầng của không quân Ukraine vốn có từ thời Liên Xô cũ là vấn đề không dễ dàng. Theo ông, việc chuẩn bị thực sự kỹ lưỡng để nhận các tiêm kích F16 sẽ phải mất nhiều năm. Sẵn sàng về cơ sở hạ tầng là một khái niệm khó vì phải mất nhiều năm để chuẩn bị kỹ lưỡng. Lý tưởng là giấu máy bay dưới lòng đất như cách Iran làm, xây dựng các kho lưu trữ bằng bê tông cốt thép có khả năng chống lại những vụ tấn công từ hỏa tiễn đạn đạo. Phát ngôn viên không quân Ukraine nói thêm, thay vào đó, Kyiv sẽ phải thực hiện phòng thủ thụ động, bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng và kho lưu trữ trên mặt đất, lắp đặt các hệ thống phòng không để chống lại hỏa tiễn hành trình và máy bay không người lái của Nga. Chúng tôi đã điều chỉnh cơ sở hạ tầng để phục vụ F-16. Sự thích ứng là chìa khóa để F-16 thực hiện nhiệm vụ từ các đường băng và giữ F-16 ở lại sân bay của chúng tôi. Do đó, chúng ta không thể nói về thời gian. Vấn đề là chúng tôi cần F-16 càng sớm càng tốt, ông Ignat nhấn mạnh. Hôm 18 tháng 2, tại hội nghị an ninh Munich, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Afvidas Anusautas tuyên bố Ukraine sẽ nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào tháng 6. Song theo ông Ignat, điều duy nhất tôi có thể xác nhận là đã có một kế hoạch hành động và nó đang được thực hiện. Các đối tác của chúng tôi đã sẵn sàng chuyển F-16 cho Ukraine. Chúng tôi không chỉ nói về việc chuyển giao mà còn công tác bảo trì thêm, tài trợ cho quá trình này và hiện đại hóa F-16. Hồi tuần trước, ông Ignat từng có tuyên bố ám chỉ Ukraine đang trì hoãn nhận F-16 trước khi mọi thứ sẵn sàng do lo ngại ngay khi được chuyển giao cho Kyiv. F-16 sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu tấn công của Nga, cũng như cho biết thêm việc điều chỉnh cơ sở hạ tầng cho tiêm kích F-16 là rất khó khăn, do đây là máy bay có yêu cầu khắc khe hơn so với kho máy bay có từ thời liên xô cũ của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine được cho sẽ nhận hơn 60 chiếc F-16 từ Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy từ năm 2024 đến năm 2025. Trên thực tế, các hệ thống phòng không của Nga được thiết kế để chống lại nhiều loại máy bay của NATO như F-16. Trong hai năm qua, các hệ thống của Nga còn được điều chỉnh để giải quyết những mối đe dọa còn phức tạp hơn như hỏa tiễn đạn đạo, hỏa tiễn hành trình và UAV mới nhất được phương Tây cung cấp cho Kyiv. Hồi tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cảnh báo Nga sẽ phá hủy F-16 của Ukraine ngay khi chúng được chuyển đến. Theo ông, số lượng F-16 ban đầu mà Ukraine nhận được tương đương với 20 ngày làm việc của các lực lượng phòng không Nga. Một nguồn tin chia sẻ với Sputnik, Nga đang tinh chỉnh khả năng tác chiến điện tử để ngăn chặn các hệ thống trên F-16 giám đốc tình báo ukraine Kirill budanov nói rằng kế hoạch thông tin sai lệch mới của nga bao gồm các nỗ lực ám sát những người ukraine nổi tiếng sau đó đổ lỗi cho kiev về các vụ ám sát nhằm chia rẽ xã hội the world street journal đưa tin budanov nói rằng song song với cuộc tấn công quân sự bên ngoài điện kremlin cũng nhằm mục đích gieo rắc sự bất hòa trong xã hội ukraine và trong các lực lượng vũ trang của nước này budanov nói với the world street journal Gần đây, họ đã kích hoạt một kế hoạch kết hợp thông tin sai lệch và nỗ lực giết chết những người Ukraine nổi tiếng nhằm mục đích làm suy yếu quyết tâm của binh lính. Tờ Wall Street Journal đưa tin, ngày 14 tháng 2, cựu tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông không được phép rời khỏi đất nước và tham dự hội nghị an ninh Munich. Theo Poroshenko, người phát ngôn Quốc hội Ukraine đã chuyển tiếp lời cảnh báo mà ông cho là đến từ Budapest rằng Poroshenko đang gặp nguy hiểm với tư cách là thủ lĩnh của phe đối lập ngay sau khi rời khỏi ukraine đặc biệt là ở munich tôi với tư cách là thủ lĩnh của phe đối lập phải đối mặt với nguy hiểm chết người và cả bộ an ninh nhà nước lẫn toàn bộ hệ thống an ninh đức đều không thể bảo vệ tôi ông poroshenko nói vào thời điểm đó và nói thêm rằng cách duy nhất để ông được giữ an toàn vào thời điểm đó là hủy chuyến đi tuy nhiên người đứng đầu cơ quan tình báo đã đưa ra một ví dụ về một chiến dịch thông tin sai lệch khác của nga ông cho rằng người Nga đã tung tin giả rằng ông đang chuẩn bị ám sát Tổng thống Pháp Emmanuel Macron theo lệnh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và rằng nhà lãnh đạo Pháp đã được cảnh báo về điều đó bởi những người trong đoàn tùy tùng của cựu tổng tư lệnh Ukraine Valery Zelensky dẫn đến việc ông phải hủy bỏ chuyến đi đã lên kế hoạch tới Kyiv. Budadov cho biết cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nhiệt tình truyền bá câu chuyện giả mạo đó tình báo ukraine sr cảnh báo rằng đỉnh điểm của các cuộc tấn công làm sai lệch thông tin lớn tiếp theo của nga có thể sẽ xảy ra vào mùa xuân và đi kèm với các cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ nhằm lợi dụng bất kỳ sự bất hòa nào Thưa quý vị, ngoài việc là chúa tể của những làng xanh đỏ, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin, còn được coi là cây hài đẳng cấp quốc tế với những phát ngôn đi vào lòng đất của mình. Mới nhất, ông ta cho rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ không kết thúc cho đến khi quân đội của Putin nắm quyền kiểm soát Kyiv. Medvedev, hiện đang giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã lập luận trong một cuộc phỏng vấn do cơ quan truyền thông nhà nước Nga TASS công bố hôm thứ Năm rằng, Kyiv là một thành phố của Nga đang được điều hành bởi một nhóm đối thủ của Nga do các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đứng đầu. Cựu Tổng thống nói rằng ông không chắc chắn biên giới Ukraine sẽ bị đẩy lùi bao xa khi kết thúc cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Thuật ngữ Hoa Mỹ của Moscow để chỉ cuộc chiến xâm lược Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng Kyiv có lẽ nên trở thành một phần của Nga. Dừng lại ở đâu tôi không biết, Medvedev nói. Tôi nghĩ rằng xem xét những gì tôi đã nói về sự cần thiết phải tạo ra một sợi dây an toàn, chúng tôi sẽ phải làm việc rất nhiều và chăm chỉ liệu đó có phải là Kyiv không vâng có lẽ đó cũng nên là Kyiv nếu không phải bây giờ thì một thời gian sau Medvedev tiếp tục nói rằng cơ hội Ukraine tiếp tục là một quốc gia sau chiến tranh là không cao lắm đồng thời đề xuất rằng nếu bất kỳ quốc gia độc lập nào còn tồn tại thì đó có thể là một lãnh thổ nhỏ có trung tâm là thành phố Kyiv nằm ở phía đông Ukraine tới biên giới Ba Lan Mặc dù từng được coi là người kế nhiệm tiềm năng ôn hòa hơn cho Putin, nhưng Medvedev đã trở nên nổi tiếng vì thường xuyên đưa ra những tuyên bố cường điệu trong gần 2 năm kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine. Medvedev đã nhiều lần đề nghị tiến hành tấn công hạt nhân vào kẻ thù của Nga. Ông cũng đã đưa ra những tuyên bố đe dọa đối với các quốc gia thành viên NATO với việc liên minh này đang mở rộng liên tục là một trong những lý do khiến Putin viện dẫn việc phát động cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Trong một bài đăng trên Telegram chủ nhật tuần trước, Medvedev đã nói rõ rằng bất cứ điều gì khác ngoài chiến thắng hoàn toàn ở Ukraine sẽ không thể chấp nhận được đối với Moscow, đồng thời thề sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh toàn cầu với các nước phương Tây bằng cách bắn vũ khí hạt nhân vào Kyiv, Washington, DC, Berlin và London nếu lực lượng Nga bị đánh bại. Liên minh châu Âu tuyên bố cần trợ giúp tâm thần cho Dmitry Medvedev Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, người đã tuyên bố cần phải chiếm Kyiv vì thành phố này được cho là gây ra mối đe dọa đối với sự tồn tại của Nga, nên tìm kiếm sự giúp đỡ của một nhà trị liệu tâm lý. Đại diện chính thức của Cơ quan Chính sách Đối ngoại EU với Liên bang Nga Peter Stado cho biết. Trả lời câu hỏi của nhà báo, ông lưu ý rằng EU thường không bình luận về những tuyên bố kỳ lạ từ những người đang cố gắng thu hút sự chú ý một cách tuyệt vọng mặc dù thật tuyệt khi người được đề cập công khai chẩn đoán về tình trạng sức khỏe tâm thần của mình nhưng điều duy nhất có thể nói ở đây là đề xuất sự tư vấn và giúp đỡ từ một chuyên gia stano nói đồng thời ông bày tỏ nghi ngờ liệu nga có đủ khả năng đầu tư vào an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe với hàng tỷ đô la chia cho chiến tranh hay không Stano nói thêm rằng EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và cung cấp cho nước này bất cứ thứ gì nước này cần, bất kể chi phí bao nhiêu, đạn dược, thiết bị, thiết bị quân sự, hệ thống phòng không v.v. để Ukraine cuối cùng có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Trước đó, ông Medvedev nói rằng quân đội Nga có thể tiến tới Kyiv và chiếm giữ thành phố Nga này, nơi vẫn được kiểm soát bởi một lữ đoàn quốc tế gồm các đối thủ của Nga do Mỹ dẫn đầu và do đó gây ra mối đe dọa cho Moscow. Medvedev cũng nói rõ rằng Odessa sẽ chịu số phận tương tự. Chúng tôi đã chờ đợi Odessa ở Liên bang Nga, thậm chí vì lịch sử của thành phố này. Những loại người sống ở đó, họ nói ngôn ngữ gì? Đây là thành phố Nga của chúng tôi, ông nói. Sau cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, quân đội Nga đã tiếp cận Kyiv và chiến đấu ở ngoại ô thành phố. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân đội đã phong tỏa thủ đô Ukraine khỏi khu vực phía Tây và Chernihiv, Tuy nhiên, vào tháng 4, Nga tuyên bố rút quân khỏi hướng Kyiv. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh thế giới của The Saigon Post. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.